dự án khu đô thị mới Dương Nội nằm trên đường Tố Hữu Hà Đông Hà Nội, rộng hơn 197,3 ha, có tổng mức đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng, do công ty cổ phần tập đoàn Nam Cường làm chủ đầu tư. Theo giới thiệu của chủ đầu tư, khu đô thị mới Dương Nội được phát triển đồng bộ với hệ sinh thái các tiện ích, dịch vụ, các loại hình bất động sản đa dạng, hệ thống biệt thự, các tòa chung cư, văn phòng, bệnh viện, khách sạn, trường học, trung tâm thương mại, khu mua sắm shop villa, hồ điều hòa, công viên. Tuy nhiên, sau gần 10 năm khởi công, dự án khu đô thị mới Dương Nội vẫn còn ngổn ngang, phần phố, phần vườn, phần bỏ hoang. Nhưng theo ghi nhận, phần lớn diện tích khu đô thị mới này vẫn còn bị bỏ hoang. Trong khi quỹ đất ở Hà Nội ngày càng bị cạn kiệt, thì những bãi đất trống nằm trong khu đô thị mới Dương Nội bao năm nay khiến người dân không khỏi xót xa, lãng phí. Biểu tượng mới của thành phố tương lai phía Tây Hà Nội. Chuẩn mực và đẳng cấp vượt trội. Vị trí trái tim của đại đô thị thông minh đầu tiên tại Việt Nam. Triết lý sống xanh được thực hiện hóa trên từng không gian sống. Imperia Smart City, thịnh vượng Lean Smart, một sản phẩm cao cấp của tập đoàn Vinh Group. Trên thực tế, các chủ đầu tư dự án bất động sản tại Hà Nội thường khổ sở, vướng mắc ở khâu giải phóng mặt bằng, bàn giao quỹ đất sạch khiến dự án bị chậm tiến độ. Tuy nhiên, Nam Cường đã được chính quyền hỗ trợ tối đa trong việc giải phóng mặt bằng, bàn giao đất sạch nhanh chóng, giúp cho việc bán hàng của doanh nghiệp này chớp đúng thời cơ đỉnh sốt thị trường bất động sản. Sự hỗ trợ của chính quyền đối với tập đoàn Nam Cường còn có thể quan sát ở việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Dương Nội theo quyết định số 1955 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây ngày 2 tháng 7 năm 2008 đã tăng diện tích đất thêm 6,5 ha lên gần 203,8 ha và tăng cả về số lượng căn biệt thự. Ngạc nhiên hơn, ô đất K10 khu A, khu đô thị mới Dương Nội xuất hiện một biệt thự nguy nga với 4 mặt tiền. Trước đó, theo thiết kế phê duyệt, ô đất này có 2 biệt thự. Tuy nhiên, sau đó tại đây đã mọc lên một căn biệt thự nguy nga được cho là của gia đình bà Lê Thị Thúy Ngà, chủ tịch tập đoàn Nam Cường. Căn biệt thự được xây làm 3 tầng, có tổng diện tích sàn lên tới 8.775m2. Mặc dù đến năm 2017, tập đoàn Nam Cường mới xin điều chỉnh, nhưng công trình này đã được thi công từ trước đó vài năm. Phải chăng quy hoạch của Hà Nội phải chạy theo căn biệt thự của bà chủ tịch tập đoàn Nam Cường? Không chỉ riêng khu đô thị mới Dương Nội trong tình trạng như vậy, mà hàng loạt những dự án khác của ông trùm Nam Cường cũng đang bị đắp chiếu, nhiều năm chưa triển khai. Đó là những dự án nào? Truyền hình báo điện tử Tầm Nhìn sẽ tiếp tục phản ánh trong những phóng sự tiếp theo.